được món cà ri hả? Cái này là nhậu trời mưa mưa này đúng bài nha. Cây cây nó giòn giòn. Anh nghĩ bao tử em cũng thích ăn lắm, nó giòn mà hay tả lẩu á. Có cái nước cà sốt cho chấm bánh mì cũng được hả nhỉ? Dạ, cái bánh mì với lại cơm sạch sa tế của nó luôn. Dạ. Cái nước này là chấm bánh mì đúng không chị? Bánh mì hoặc bún. Hoặc bún cũng được á. Cái này là tầm hơn chục con ký nhỉ? Đúng không? Dạ đúng rồi. Tầm 12 con. Tháng tầm 11 là 11 12 con ký. Dạ, đúng rồi. Lên đĩa. Thơm quá. Tôm rang me sao? Từ xương nãy đó. Ừ. Wow. Cái dụng này là khô ninh xương này. Đó. Me này mình không có lấy chợ đồ mối. Dạ. Me lấy mùi quen thôi. Mình đem tới. Đó. Rồi, mến chào tất cả quý các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Gia Đình Kiên ha. Buổi chiều ngày hôm nay bây giờ là 5 giờ chiều nha quý vị các bạn. Hiện tại thì Kiên đang có mặt tại con hẻm số 251/51 đường Lê Quang Định, phường cái này là Quận Bình Thạnh các bạn nhé, phường 7 Quận Bình Thạnh. Hôm nay đi qua đây thì Kiên muốn chia sẻ gửi đến quý các bạn một trong những cái quán lẩu tôm càng, lẩu củ lao tôm càng bán hơn 30 năm ở Sài Gòn quý các bạn. Nằm trong một cái con hẻm rất là ít người biết luôn nhá. Quán này thì đa số là chị bảo là chị Dung, chị chủ chia sẻ là chỉ là bán khách quen thôi. Đó, khách quen, rất là ít khách vãng lai biết quán này. Nhưng mà cái quán này á, chị bán lâu đời rồi, đồ ăn ngon, chất lượng. Đó, nên là Kiên muốn quay chia sẻ gửi đến các bạn để quý các bạn có dịp, nếu mà chúng ta ở gần đây hoặc là ở Bình Thạnh hoặc là các cái quận khác, nếu có dịp đến đây ghé thưởng thức nhá. Quán này thì quý bạn thấy là nằm trong một con hẻm, hẻm này thì cũng khá là khó đi các bạn nhé. Từ cái số 251 Lê Quang Định chạy vào đây thì nó cũng lòng vòng, nhiều khi đi còn lạc đường nữa các bạn. Hẻm thì cũng là hẻm, hẻm này thì chủ yếu là đi ô tô được, nhưng mà chúng ta đi nên là nếu mà đi ăn thì nên đi xe máy thôi. Ô tô thì cũng không có chỗ để các bạn nhé. Rồi mời các bạn hãy cùng vào bên trong, Kiên sẽ quay một số hình ảnh chế biến cũng như là thưởng thức cái lẩu tôm càng ở đây các bạn nhé. Quán này có tên là quán tre. Nghe gọi là chị Dung chia sẻ thì ngày xưa là ở đây có cái cây tre này nên là đặt tên là quán tre. Đó. Rồi mời các bạn hãy cùng vào bên trong. Rất là đông. Đi ăn đa số là đi ăn gia đình. Đa số là ăn gia đình với lại cơ quan. Dẫn bạn bè người thân gia đình đến đây ăn. Rất ngon các bạn nhé. Đó, rất là đông. Đây, mình đang ở trong cái không gian bếp của quán tôm càng tre đấy các bạn nhé. Đây, cô gặp chị chủ là chị Dung. Bây giờ chị Dung đang chế biến một số món cho khách đây. Sáng hôm nay thì chị Dung nhập tôm về, rồi sơ chế. Chiều bắt đầu mình mới bán là mấy giờ bắt đầu mở ăn nhỉ? 10 giờ sáng bắt đầu bán rồi. Nhưng mà buổi chiều là đông nhất không nhỉ? Đúng rồi. Buổi chiều đây cũng đông nữa. Buổi trưa thì tùy hôm, em hiểu không? Có hôm thì cũng đông, có hôm thì cũng khách để vẻ thôi. Dạ. Nhưng mà đông thì thường là buổi tối. Món này là món, cà ri là gì? Cà ri tôm. Chị bán cái món cà ri tôm nè. Tôm me nè, món tôm. Rồi những món, nói chung là về những món tôm. Dạ. Là quán chị là chủ yếu là những món tôm. Đó. Mà chính là những món tôm. Cũng có những món phụ như là ba chữ cá sợi sa tế nè, rồi bò ít xíu lắc, bò sa tế, lươn, mực, đó cũng có những món phụ như vậy. Nhưng mà thường thì khách cho người ta ăn chủ yếu món tôm nhiều hơn. Nhà mình bán được bao nhiêu năm rồi chị Dung ha? Mấy năm rồi Út? 33 năm. 33 năm rồi? Wow, là 33 năm là trong hè luôn hả chị? Mấy năm rồi.
chứ em nghĩ bán gì đâu. Em không nghĩ là trong hẻm mà lại có người vô tận đây ăn á. Tại vì hẻm cũng khá là sâu. Vô mà... bị khó, có nhiều người hơn đó. Vô không biết đường vô. Đúng rồi, em vô em đi chạy lọt qua cái hẻm gì 257 vậy. Cũng không biết đường ra. Dạ, đúng rồi, em cũng không, em chạy vô em cũng thấy quên luôn đó. Em chạy lọt qua bên hẻm bên kia xong em phải vòng lại. Vô thì không biết đường vô, ra cũng không biết đường ra. Nói chung là chị bán lâu rồi nên khách quen là chủ yếu ha. Rồi xong có nhiều người hỏi đường ra, chị nói bây giờ em muốn mà kiểu như muốn quen, muốn mà biết đường ra. Cứ ngày nào em cũng tới ăn hoài là em thuộc đường. Ngày nào cũng tới ăn là biết đường ra liền. Ngày nào cũng có đường ăn hết trơn là em thuộc đường. Cái này là cái món ăn của mình ngon, là khách yêu mến là do cái chất lượng đồ ăn của mình. Tôm, của tôm của chị là tôm sống, tôm tươi hết ha. Chứ mình không có lấy hàng ngợp phần này không, kia. Em không biết là sáng mai á, cứ 5 giờ em tới đây. Chị xuống tôm rồi chị làm cơm, em cứ em coi cơm chị lấy hàng sống, nghĩ là xấu thì xấu. Dạ. Mà tôm của chị tôm to, tôm size lớn không? Size lớn đúng. Rồi tôm á là cái phần này 12 con ký, chỉ có 12 con ký rồi đó. Nó có trứng không nha chị? Không. À. Trứng thì giờ tôm mới nuôi gì bao nhiêu, xưa còn có trứng rồi chị thấy. Mấy năm nay thì chị bán không thấy trứng đâu hết trơn. Ốc đổ đi không? Để coi con này cô đổ cho đây. À, được món cà ri hả? Bỏ ngồi tôm, bỏ ngồi lên thân. Đây đây. Bỏ ngồi lên, bỏ ngồi cho đẹp. Nói chung là mua đồ chất lượng hết, công ty hết. Món này là món bao tử xào hả chị? Bao tử cá xào. Sao thế? Món này bán đắt lắm á. À. Ở đây menu nhà mình khoảng bao nhiêu món chị? Ít thôi chứ không nhiều. Nhưng mà món nào là chất món đó hả? Nhiều khách chưa ăn xong kêu chị chứ tại sao ở nhà người ta cũng làm cái này mẻ tanh quá mà nó ăn không tanh. Người ta kêu chị là chị cách làm cho người ta làm, chị nói ông cho hết cũng được đúng không? Mình buôn bán mà mình chỉ cho người ta rồi xong mà người ta tới ăn cái bí quyết. Mình có bữa ông bưu nhồi thịt luôn hả? Ồ, nhà làm luôn ha, bỏ ra râm lên cái là hấp dẫn nhiều món. Dạ đây các bạn, ở đây còn có món ốc bưu nhồi thịt nữa này đó. Cái món này nhậu đá luôn á, thơm lắm. Cái này là nhậu trời mưa này đúng bài chứ ha. Cây cây, nó giòn. Ăn cái bao tử này em cũng thích ăn lắm, nó giòn mà hay tả lẩu á. Đúng rồi, ê lẩu thì khỏi nó tanh không? Lẩu thì mình nói chung là mình ăn thì nó cũng... Yeah. Cũng tanh nhưng mà thế là tả lẩu cũng ngon. Nhiều người làm sạch thì không tanh. Cái này là như là chục bàn vô đủ chục bàn. À, khách đạo gọi hết. Đúng rồi. Có cái nước sốt cho chấm bánh mì cũng được hay nhỉ? Đã có bánh mì với lại tôm sạch sẽ tới cũng nó luôn. Dạ. Quá hấp dẫn luôn. Tôm này chỉ bóc cái phần vỏ đầu đi đúng không? À, bóc cái phần vỏ đầu đi. Để cho khách hàng á, người ta lột cho cảm thấy hấp dẫn. Lột cảm thấy người ta ăn không hấp dẫn. Dạ. Để lại người ta lột lên nè. Món cà ri này là 10 bàn vô gọi cả 10 á. Cái nước này là chấm bánh mì đúng không chị? Bánh mì hoặc bún. Hoặc bún cũng được ha. Hấp dẫn quá. Ở đây tôm chị lấy toàn là tôm càng sông rất là to các bạn nhé. Tôm càng to lắm. Các bạn thấy không?
tôm to mà nó kiểu là tôm sống rãi đành đạch này, ăn chất lượng không ạ? Ồ, con tôm to ha. Em vớt bằng cái này đi. Vớt bằng cái này đi. Vớt bằng cái này đi cho nhiều nhiều con. Cái này là khách nào yêu cầu ăn tôm kiểu là tôm sống thì mình lấy cái này đúng không? Dạ đúng rồi, tôm sống thì có sống nhiều loại. Cái này là tầm hơn chục con ký nhỉ? Đúng không? Dạ đúng rồi. Khoảng 12 con. Khoảng tầm 11 là 11 12 con ký. Dạ đúng rồi. Tôm này ăn mới đã. Lúc có đợt nó to hơn là khoảng tầm 10 con là 1 ký luôn. Ừ. Chị Dung đang làm lẩu mang về cho khách nha. Mang về thì giá cũng 290 luôn chị ha. Giá cũng vậy luôn ha. Mang về là mình cũng bóc cho khách cái đầu. Một cái lẩu thì được mấy con tôm này chị? 5 con tôm. 5 con này tính ra là cũng nửa ký ha. Gần nửa ký hả? Gần nửa ký hả? Này ăn con nào chất lượng con đó luôn. Mình có bán trên app gì không chị Dung ha? Hồi xưa có bán trên app. À. Nhưng mà bây giờ app nó bắt chị là phải chi 25%. Ừ. Thì em nghĩ đi 1 triệu là chị mất hết 250,000 rồi còn. Dạ. Rồi sao chị có lời? Đúng rồi. Lương ẩm này chi cái nọ nó thôi chị không chịu chị nó thôi. Thôi mình bán nhiều ăn nhiều thôi ha. Bán nhiều ăn nhiều. Nhiều ăn nhiều. Hồi xưa là app không có loại tiền thì đánh thành app cũng nhiều lắm á. Dạ. Cái xong cái app nói là quán chị đóng cửa nghỉ. Có nhiều người ta điện thoại coi trên đấy đó. Ta hỏi ủa sao chị em đọc trên app người ta nói là quán chị đóng cửa nghỉ rồi. Thì chị cũng giải thích như vậy đó. App giờ nói chung là người ta ăn nhiều á. Đó. Cái app đó là quán kia nấu cơm đóng cửa nghỉ nè. Chị app vậy đó. Đây là một cái lẩu tôm càng, cái này là để tôm nguyên trùng, con. Người ta đó trùng. À, tôm càng trùng là cái nghĩa là tôm sống đem trùng ha. Rồi, trùng. À, này để nguyên con nguyên luôn. Đó, sôi rồi. Dạ. Cho than vô, quạt cho nó sôi lên bắt đầu đưa ra. Cái này khoảng 2 người ăn là gì? 2 đến 4 người. 4 người cũng được, thì người. Nhiều món thì nhiều là món. 4 người, còn dạ. Nếu mà 2 người vô ăn cái lẩu thì ok. Cái này là nếu mà một mình lẩu không là 2 người. Vô ăn 2 cái lẩu thì gì à? Đúng rồi. Ăn cái món khác nữa. Tôm nước. Dạ. Tôm rang me, tôm rang muối, tôm hấp bia, tôm rang bột, tôm xào sa tế. Dạ. Nó cắt lỗi tôm. Đó là xôi mới đem lên cho khách chứ là có để mà. Để cho xôi đi, chị đại cho xôi đi. Đại lại đi, đại lại cho xôi đi. Đó. Lẩu củ lao đó. Củ lao đó. Nhìn là biết có. Có nhiều người ở Sài Gòn mà không biết củ lao. Em vô cũng mười mấy năm rồi nhưng mà em ăn cái món ăn cái lẩu này cũng mới mấy năm trở lại đây thôi. Nhiều người ở đây mà không biết cù lao. Dạ. Tại ta không có về quê á, không biết cù lao. Ta xài cái bếp điện. Bếp điện với đấy không ạ? Điện hoặc là bếp cồn. Ừ. Đó, coi vậy đó. Lẩu bếp này mới ngon này. Đó, sàn nó nổ lên nữa. Dạ. À, rồi, đưa lên. Tôm rang me là để nguyên con thì ha. Đúng rồi. Thì nào mà tôm sa tế nè, tôm giò thì chỉ mới lột hết ra. Dạ. Còn tôm rang me đang rất là để nguyên con hết. Rang me rang muối để nguyên con. Con này là 6 con. 6 con nữa chứ. Dạ.
Cái món này là ngày xưa là nhà chị là có nghĩa là mình tự làm hay là có ông bà gì truyền không chị? À, xưa má chồng chị á, má chồng chị nấu. Má chồng chị nấu. Xưa là má chồng chị nấu. Xong rồi cái chị bàn thôi. Xong rồi chị cái bưng lên bưng xuống rồi nè. Dạ. Chị má chồng chị nấu chị bắt trước. Rồi sau này má chồng chị đi già rồi thì má chồng chị mới làm nữa. Dạ. Má chị mới làm. Thì chị không biết nấu đâu. Thế là quán là từ thời má chồng chị luôn. Má chồng chị làm. Chồng chị nấu mà, chị nấu đâu. Nhưng mà này giống kiểu món truyền thống xưa đúng ấy không chị ha? Đúng rồi. Nó sệt sệt lại được ha? Nó sệt sệt lại nó ngon. Này bánh mì ngon lắm á. À, chấm bánh mì đâu à? Xong ha? Không có gì đổ ra mà chưa sợ cái máy trên lại cho nó sợ. Lên đĩa thơm quá. Đây là phần tôm rang me. Tôm rang me sao? Ở đây này, bên này nè. Giờ chị sẽ làm một món tôm nướng muối ớt các bạn nhé. Này là đang tẩm ớt trước này. Đang tẩm ớt. Tẩm ớt xong là đem ra nướng. Đúng rồi, khi mà khách tiệc chưa tới. Chờ ấy trước thì khách là dùng mới nướng. Này tôm sống luôn nhỉ? Tôm sống. Mấy món gà, cánh gà trên nước mắm này, mấy bát nhậu ăn chơi cũng được, nhậu cũng được. Ở đây thấy là khách đặt sinh nhật này kia, công ty cũng nhiều nha. Hoan sinh nhật chưa gia đình, có năm gia đình. Có nghỉ mấy ngày gì? Trong tháng có nghỉ ngày nào không? À, 3 chút luôn hả? Này là 2 phần đúng không chị? 3 phần. Màu đẹp. Này, món tôm nướng này vừa đem xuống nướng này ha. Tôm nướng muối ớt. Tôm nướng muối ớt. Đầu tiên cô sẽ bỏ cho nó gọi là lên ướp cái muối ớt cho nó ngấm ngấm, bắt đầu bỏ xuống nướng. Dạ. Thơm ha. Nướng mọi này là gọi là nướng cay lắm đó nha. Cay lắm đúng không? Cay lắm. Có xịn mà. Đây cái nồi sa tế, đó, sa tế nhà làm. Này, thơm lắm. Cái này làm cái sáng là gì? Sáng thì làm sốt, rồi làm sa tế mấy thứ hành. Trời mưa ăn mấy món này là hợp lý không? Củ lao hợp lý rồi. Ừ. Cho nó cũng cháy tái rồi nên là nhờ nướng cũng nhanh. Thơm con.
Là tôm nướng mọi này, không có giảm ướp gì hết các bạn nhé. Tôm nướng mọi, nướng mọi là chị sẽ nướng trực tiếp trên than để bóc ra nó mới thơm. Rồi nướng thường nha. Của bạn 21 á. Bây giờ chúng ta xem cô Cúc chuẩn bị một cái lẩu cù lao, lẩu tôm như thế nào nhé. Đó, có đậu bắp. Đậu bắp với lại bạc hà ha. Thơm cà chua. Nó giống như kiểu canh chua mà. Ừ, như kiểu canh chua. Vị của mình nó khác hơn canh nhà. Dạ. Yeah. Là khách vô là cô mới làm đúng không? Đúng rồi. Chứ không phải làm, không có làm trước nha. Khách vô cái nào làm cái đó. Mới về sắt đó. Ừ. Cái này là phải phải làm liền chứ không thôi là cắt ra một cái nào bỏ vô cái đó chứ không nó vàng. Dạ. Phải bự quá một cái đầu. Ừ. Này là xong á, cho tôm lên nha, xong. À, thêm rau, ngò gai, có ngò gai với dầu ôm. Ừ, tỏi phi. Này. Nhà luôn, không nha. Dạ. Rồi, tôm. Đó. Một nồi là 5 con hả? 6 con đúng không? 5 con bự. 5 con bự không? Một lần là 6 con. Ừ. Nhưng mà nay là tôm nó bự quá. Tôm bự là 5 con. Con vậy gần cái 100 gram á. Ừ, gần 1 lạng con. Ừ. Để cho nước lên nữa. Đúng rồi. Cho than trước. Cho than trước. À. Tôi cho than vào. Nói chung là cách ăn nồi nào làm nồi đó. Đúng rồi, ừ. Đâu có đoạn trước được. Dạ. Đoạn trước nó bỏ dừa thôi, bỏ phần sống nữa. Dạ. Rồi nước vô. Nước dùng hồi nãy nó từ xương nãy đó. Ừ. Wow. Nước dùng này là cô ninh xương này. Đó. Me này mình không có lấy chợ đồ mớ. Dạ. Lấy mùi quen thôi, đó. Rồi, mời các bạn ra bàn thưởng thức lẩu chưa? Tôm cù lao. Quay quạt nữa. Nhờ quạt than lên nữa. Đúng rồi. Nồi của cô bóng loáng luôn ha, sạch sẽ. Làm cái nồi đây. Dạ, bà nhỏ thì bắt trà kỹ lắm, chứ đâu có trà không được. Nồi nhôm ha. Nồi nhôm. Nó sôi lên, thiệt là sôi, cái nồi lên, thắt đi dùng thôi. Quá đẹp rồi ha. Này là cô
tôm 6 con. Tôm hấp bi à? Có mọi lần có bán cua nữa. À, có bán nhưng cua. Mà cua nhiều khi để nó không được ngon. Phải đặt đúng không? Bán, không có bán cho khách luôn. À. À, không bán, dạ. Để mất khách. Còn nửa ký. Nửa ký này là bao nhiêu? 6 con. 6 con đúng không? À. Đây nãy giờ vô trong xem chị Dung chị chế biến mấy món rồi. Giờ mình sẽ xem cái menu ở đây các bạn nhé. Đây ở đây có đặc biệt là có tôm xào sa tế này, tôm rang me này, tôm rang muối này, tôm hấp bia này, tôm nướng này, tôm đút lò sốt đậu này, tôm lăn bột, tôm sashimi, tôm curry, tôm cà ri. Tôm cà ri là rất là nhiều cách ăn các bạn nhé. Đặc biệt là tôm rim nước dừa. Và đây là tôm cà ri là 290.000, lẩu tôm 290.000, lẩu Thái Lan là 290.000. Ngoài ra thì có các cái món ăn thêm bên này thì nói chung là cũng có món mực, món gà đó, để cho các chị em để chọn. Bên này có lươn, ốc, bò, các món khác nữa các bạn nhé. Rất là nhiều món. Ngoài ra có cua nữa này, cua, cá phải đặt trước đó. Nhưng mà hôm nay mình đi thì mình chỉ có gọi là chia sẻ cái lẩu tôm với các bạn thôi. Tại vì đây đặc biệt nhất là tôm các bạn nhé. Đặc biệt nổi tiếng ở đây là tôm các bạn. Cho em một cái lẩu lẩu tôm nhá. Lẩu tôm với một cái tôm rang me. Tôm rang me. Đó, món lẩu của mình đây này các bạn này. Đó. Hấp dẫn ha. Quá hấp dẫn luôn. Trời mưa mưa các bạn, trời mưa mưa mà ăn lẩu tôm này quá là tuyệt vời luôn các bạn. Đây, quán Tre, 251 sạc 51 Lê Quang Định, phường 7, quận Bình Thạnh các bạn nhé. Quán ăn gia đình, đặc biệt là các cái món chuyên về tôm. Lẩu cù lao tôm. Rồi, xin mời quý vị các bạn nha. Đầu tiên ăn thử cái món tôm sốt me, tôm rang me. Đây nhìn cái đĩa tôm này. Quá hấp dẫn rồi. Nói chung là tôm ở đây là sáng là cô nhập tôm rất là sớm, khoảng 5 giờ sáng là cô nhập tôm về rồi. Bắt đầu là đem đi sơ chế. 10 giờ là có tôm bán rồi các bạn nhé. 10 giờ là có bán rồi. Thôi giờ mình ăn đi cho nó nóng. Cái lẩu của mình cũng sôi luôn rồi. Ăn này phải bốc tay, bóc bằng tay. Bây giờ khách bắt đầu là đông đông các bạn. Rồi mời quý bạn nhá. Rồi cầm luôn, cầm tay luôn nha. Con tôm này rất là to, một con tầm gần lạng thôi. Cái sốt me nó hơi hơi chua chua ngọt ngọt. Rất là dễ ăn các bạn nhé. Quá đã luôn. Cái sốt này chấm bánh mì bá cháy luôn. Sốt ngon lắm. Bên trên là rắc cái khỏi phi thơm, rất là thơm. Mình có cái bánh mì này lát nữa mình chấm này. Này bọc bọc này. Hãy
tôm thì tươi sống thì các bạn không cần phải tươi sống là ngon nhất rồi, nên là mình không cần phải nói về chất lượng tôm ha. Mình nói nhập tôm về là tôm sống rồi mà. Ui à. Cái này mình chấm luôn cái sốt me của nó luôn nhé, khỏi cần phải chấm nước ngoài. Món này mình rất là thích các bạn. Cái thân me này chấm tôm luôn. Cái càng này cũng ăn được nha. Càng này có thịt đó. Có à. Cái càng cái này khi mà sốt me thì cái tôm này có chiên trước các bạn, chiên sơ rồi nhá, nên là cái càng của nó này nó hơi teo lại xíu nhưng mà không lấy được thịt này đó. Ăn lẩu thì có rau này, có rau rau muống với lại rau giá, có thêm một đĩa bún như này các bạn nhé, bún như này. Rồi mình thử bánh mì, chấm miếng bánh mì đi ha. Bánh mì mà chấm cái sốt me này là ăn là khỏi chê đúng không ạ? Quá đỉnh luôn. Vì các bạn nào đã từng thưởng thức quán ở đây thì có thể là để lại cho mình cái cảm nhận bên dưới phần mô tả video nhé. Về một con quán là cho ớt sắt nè, ớt sắt đây là muối tiêu chanh. Làm thêm miếng mì nữa nha, tại vì cái sốt me ngon quá. Được con tôm nữa. Tôm quá đã luôn, bóc ra còn nguyên cái đầu. Bóc nguyên con luôn. Đi này mà đi đông đông mới vui, ăn cùng với gia đình người thân mình mới vui. Đi có mình ăn hay buồn. Cầm nguyên con này, ăn mấy đá này, chấm với lại muối tiêu chanh này. Cái này khỏi chấm cũng được, tại vì có cái sốt me mình thích chấm quyệt sốt me này hơn này.
ngon quá. Ăn cái con tôm càng mà nó sống, nó tươi á, còn hơn ăn con tôm hùm mà nó ngập. Cái đầu mình sôi rồi. Tôm xứng đáng tôm. À, miếng bánh mì nữa. Rồi. Không sao đâu. Rất là ngon luôn. Dạ. Ăn này ăn no ghê luôn. Mấy chị phục vụ đây quá dễ thương. Dạ. Đúng rồi. Một lát em mang về rồi. Dạ. Ngon lắm. Các bạn đi các bạn gọi 1-2 món này. Ăn 4-5 người bình thường các bạn. Tại vì chấm thêm bánh mì này no. Đây lẩu đây. Wow, cái lẩu trời mưa mưa các bạn. Trời đang mưa mưa luôn phun. Ăn cái lẩu củ lao tôm này. Quá là nhức cái nách luôn các bạn nha. Được một con tôm này, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con các bạn nhé. Cái này cô bảo là bình thường là 6 con nhưng mà này tôm to là 5 con. Cái nước lèo đây là ninh từ xương các bạn, ninh từ xương. Đây có rau bạc hà với lại đậu bắp, với lại cà chua. Rồi đầu tiên mình thử cái nước lẩu nữa này. Cái nước lẩu ở đây thì nó cũng giống giống như cái vị canh chua của nhà mình nấu ấy. Nhưng mà nó đậm đà hơn xíu. Đậm đà hơn xíu. Nó tươi chua, ngọt ngọt, thanh thanh. Không có bị mặn gắt nha, mình nếm rất là vừa ăn các bạn. Wow. Ngon đấy. Làm miếng bún. Làm miếng bún với lại thêm miếng rau vào các bạn. Bún này. Cái này đi phải là 4 người ăn mới hết được cái phần này. Này 4 người mới hết được. Cho ít rau giá vào. Thường đi ăn lẩu là phải đi ít nhất phải 2 người. Thường ít ai đi 1 người lắm. Mình đi 1 người. Đó, hấp dẫn chưa? Làm con tôm này. Làm con tôm với lại là làm miếng rau này. Làm miếng rau này. Bắt đầu giờ khách đông quá. Khách đông không có chỗ ngồi luôn. Nhiều khi các bạn đi ăn là phải đặt trước đó nha, nếu mà ngày cuối tuần. Ngày thường thì nói chung là không phải đặt, nhưng mà ngày cuối tuần thì đông lắm. Làm miếng nước lẩu này. Cái lẩu củ lao thì nó không có sôi to như là các lẩu bình thường mình hay ăn. Cái nồi củ lao thì người ta bỏ than vào đây này, nó có sôi diêu 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 diêu.
sôi sôi nhẹ 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 vậy. Nhưng mà ăn ăn thì nó lúc nào nó cũng nóng, mà nói chung là nó cứ đều nó sôi nhẹ nhẹ ăn nóng mà ngon. Mời quý bạn nhé. Nếu các bạn đi, các bạn đi nên đi gia đình nhé, ăn gia đình hoặc là đưa người thân đến đây ăn. Mời các bạn bè đến đây. Ở Sài Gòn đó có một số quán bán đậu phụ lao nhá, mình ăn một số quán mà lẩu phụ lao trước mình thấy là toàn là mình ăn lẩu là thập cẩm á, đều là nhiều thứ trong đó, nhưng mà đây thì chỉ có riêng tôm thôi bạn. Sắp sửa hết chỗ ngồi. Nước ngon, vừa ăn. À, quá ngon. Giờ mới chín em tôm. Em tôm này thì các bạn mà thích ăn kiểu tôm mà còn sống trụng á, bỏ trực tiếp ra thì cũng ok. Nên là mình ăn tôm là tôm chiên nhé, nhưng mà nó cũng là tôm sống cái hành đạch em chiên lên, chất lượng như nhau. Nhưng mà nhiều người thích ăn không, còn nhiều người mình thích ăn chiên trơ này này, săn thịt nó săn lại nó ngon hơn. Còn nhiều người thích ăn vị nguyên bản thì nói chung là tùy sở thích ha. Wow. Ăn cái tôm chiên thì nó sẽ ăn cái kiểu là nó bé béo mà nó thơm hơn một chút. Còn với cái tôm mà kiểu là tôm nguyên bản đó thì nó ngọt tự nhiên đó. À, bên con rồi nha. Còn nữa. Thêm một chút xíu muối đấy các bạn nha. Ngọt dai. Thank you.
bắp này, bắp cà chua. Nồi này phải 4 người ăn, nếu mà có thêm các món ví dụ cà ri hay thêm bánh mì nữa là phải 4 người ăn hết. Hôm nào mình sẽ đưa bà xã với các bé qua đây ăn. Làm em tôm cuối là mình cũng xin kết thúc video đây nhé. Làm em cuối này. Wow. Bọc. Mình con này cắn với đá này. Thưa quý vị nha. Nó có cái gạch không? Ăn nó béo béo. Ăn có bốn con tôm ngò quá, cá ngò tôm to. Các bạn ơi, mình mới vừa thưởng thức xong lẩu tôm ở đây nhé, rất là ngon các bạn. Tối là lại là không còn chỗ để mà đậu xe luôn á, không còn chỗ để ngồi luôn á, đậu xe phía bên ngoài này, ngồi là khách ngồi phía bên này, này. Đó, trong kia nữa, rất là đông các bạn nhé, rất là đông. Đi ăn đa số là đi ăn gia đình các bạn, đa số là ăn gia đình với lại cơ quan đó. Dẫn bạn bè người thân gia đình đến đây ăn, rất ngon các bạn nhé. Rất là đông. Quý vị muốn mua đông trùng hạ thảo Đà Lạt, xin liên hệ số hotline 090 140 9466. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Đà Lạt được phân phối chính thức bởi Kiên Sài Gòn Travel, cam kết đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, hàm lượng dược chất, nhận giao hàng toàn quốc. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.